Ôi trời, nóng hổi luôn nè ông. Ông cứ nóng hổi nên nóng bừng bực luôn nè. Mà không điện là ông chị qua là hiểu chứ. Vậy mà thằng này không điện chị qua đâu, chị chăm sóc chị hết trơn. Vậy đó ha. Sao lúc trước lúc nhớ nó còn khổ quá thì em mượn em đang nằm viện đó rồi mượn chị có nghe em chịu bạc gì không cho như sợ giật mà. Giờ làm gì để có tiền ta? Sao mà chán dữ vậy trời? Không có tiền thằng quỷ bảo này còn gọi hoài, mượn tiền không có được. Alo. Nghe nè, bà biết khỏi, tin. Khỏi có mượn tiền ha. Trời. Không có tiền đâu mà mượn. Trời ơi mẹ không phải mượn tiền. Mày gọi tao là chỉ có hả, một là nói xấu người ta, hai là mượn tiền thôi, mày khỏi có ấy. Không phải, nó nghe nè, bà biết tin gì chưa? Tin gì? Anh Nguyện anh bị bệnh rồi. Bệnh gì? Tao nói bệnh gì đâu mà tao thấy ổng nằm hoài suốt 2 ngày nay rồi đó. Thánh thần ơi, sao nó không nói tao tiếng nào, tao chị ruột nó không nói tao tiếng nào vậy trời? Ai biết đâu, chị em bà. Hôm tôi qua tôi chơi mà. Rồi tao biết rồi. Thiệt tình nó thằng này gì đâu mà bệnh mà không bao giờ nói chị hai nó tiếng nào hết trơn á. Quá trời ông ơi. Vậy? Cái đó nghe nè. Đi chuẩn bị qua bệnh bản thăm Nguyện kìa, nó bệnh 2 ngày trời rồi kìa. Sùm hết trơn. Ông sợ gì, bây giờ nó bệnh nó qua bản thăm đó kìa. Trời ơi. Nó bệnh thì nó bệnh. Nó bệnh nó nằm ở trên giường á, nó không có xuống đi nổi, thằng Bảo mới gọi cho tôi kìa, nó bệnh 2 ngày trời rồi. Vô chuẩn bị đồ đi rồi đi bản thăm nó. Thế thì về hồi lúc đó nó khổ rồi, qua nó mượn tiền mình có chịu bạc mà không cho nó mượn nữa, rồi giờ đi qua bản thăm nó. Giờ nó có ăn hay thăm nó biết nó có khi dễ vậy. Thôi xưa mà không có tiền. Quan trọng là sống thì sống gì tương lai chứ ai sống gì quá khứ. Bây giờ ông đi không? Không đi tôi điên mình tôi đó. Đi gì đi. Hôm qua bản nó có khi dễ không nữa. Khi dễ gì, khi dễ không, để tôi chỉ nó khi dễ. Lấy bịch mũ bự nha. Bịch mũ màu đen á. Ôn vậy lấy cái bịch mũ bự chứ gì. Đi lẹ lên đi đó, quầy mình nhằn hoài ông nổi thì xuống cái lề mẹ. Thôi là hồi xưa tôi đẻ cho ông 2 đứa con á, chứ mà đẻ cho ông 3 đứa con là chắc tôi đẻ rớt luôn rồi. Quá trời vậy. Rồi xong chưa? Rồi. U là trời, thiệt tình luôn á, đi. Được cái gì không mà đi. Lẹ đi ông kìa, lẹ. Ừ, từ tới gấp gáp gì vậy. Rồi tôi kêu ông chuẩn bị đâu rồi. Có rồi. Tao đáng mở ra. Ừ, phải bự hay không chứ? Sao không bự được? Giấu kính lắm nè. Bả luôn. Ừ, được. Thánh thần ơi, phải nhanh chân chứ không, mẹ Sáu qua tới rồi. Bả vui hết sao? Phải tranh thủ chứ. Ừ, mệt quá. Nè, ông thấy không? Tôi chuẩn bị sẵn hết trơn. Ủa, cũng nằm đó chứ đi đâu. Bữa nay là tranh thủ nó bệnh, là nhiều người ta qua tặng quà. Mình tặng nó này xong cái bài học của mình xin biết đi mình kinh dị. Ủa, tôi biết gì chứ? Nè, tính quá ha. Nguyện ơi. Gì vậy? Vô đi chị ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cô em mình kìa. Em mình nó bệnh nó nằm gì nữa. Ôi trời. Sao mà thương dữ vậy trời. Ôi sao rồi, ăn uống gì chưa? Hả? Chưa. Ôi trời, nóng hổi luôn nè ông. Cô nó nóng hổi nên nóng bực bực luôn nè. Mà không điện là ông chị qua là hiểu chứ. Vậy mà thằng này không điện chị qua đâu, chị chăm sóc chị hết trơn. Vậy đó ha. Sao lúc trước lúc nhớ nó còn khổ quá thì em mượn em đang nằm viện đó rồi em mượn chị có nha em chịu bạc gì không cho như sợ giật mà. Rồi cái lúc đó chị làm gì có tiền. Ừ. Vậy lúc đó vàng đem mình niềm tới cúng luôn mà lúc đó đang khổ mà. Ơi nè, gửi chút ít bánh yến ăn á hả, gán ăn nghe không? Chị để đây nha. Vậy đó ha. Đói là thọc tay lấy ăn nghe không? Ừ. Giữ gì trời sao? Ơi, nó ớn kìa ông, con nó xanh kìa, nó xanh như trời, nó chuối luôn. Còn ở trong cái phòng. Không, tại cái phòng em cái nền màu xanh. Ủa vậy hả? Cái nền màu xanh nó dài cái mặt cái bình thường à. Ủa vậy hả? Cũng hơi mệt người ơi, tại vì hôm qua bị kiệt sức. Vậy ha. Vậy là kiệt sức đó không có ăn cái gì được hết trơn á hả? Có ăn cháo được không? Sao lúc trước chị không hỏi em câu này đi? Sao vậy? Bây giờ khán giả là xíu qua hỏi thăm như vậy. Trời ơi là trời, máu mũ ruột gà em mình không mà em nói như vậy. Chị đâu chị về á. À. Về hả? Chị đâu chị về đó. Nghe lắm, cửa khẩu giùm em chứ nha. Thằng này làm cho chị mày tệ bạc với mày lắm vậy đó trời. Thôi em nghỉ ngơi xíu rồi nha. Ừ, nói nghe nè. Bệnh mà ăn mấy cái này đó hả? Thì mua mà không để đó, có lấy đâu. Ôi là trời, mấy đó không có tốt đâu. Áo. Chị ăn chị lấy đi. Cho chị đó. Bởi mà ăn tầm bậy tầm bạ không mà. Cái gì lấy đi. Ngủ ở đây chứ bà. Ừ. Ngủ đi. Trời ơi bệnh mà đi ăn khô gà. Ăn bánh.
Ôi là trời, cái thằng này chị nói bao nhiêu lần rồi. Bệnh mà đi ăn gì đâu không à. Bệnh mà xài khăn giấy gì cũng biết nữa. Cái nào nhận mang dừa không? Thế vậy cho khú. Sao mấy nơi này không đẹp ha? Ừ. Ôi cả tủ luôn. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Đánh mà kêu đồ quá trời này. Phải ăn đâu nè. Trời đất cô, ông ơi. Ông ơi quá trời ông ơi. Đi về đi, chứ nó ở đây nó bệnh, nó đâu có uống được đâu. Nó đâu có ăn uống gì được đâu. Nó tôi nói ăn đâu, mình qua sớm như vậy nè, mấy mẹ kia nó đâu có qua được đâu. Cổ táo là ba cái này là nó cũng đâu có thèm, nó ăn là bình thường lắm, nó ăn rất nhiều à. Mình phải lấy hết đi, chứ mà mình không lấy hết thì mốt để cuối cái miệng, hiểu không? Rồi, hiểu không? Thôi kệ, nghe là vitamin để lại cho nó uống đi, bả nước mắt để lại cho nó được rồi. Rồi, vừa nó như hết được rồi. Rồi em nghe. Cái này im lắm nè. Lấy cái này hay chồng mình về làm được ha. Đi, 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 đi. Ê, nhưng mà sao Kim nói kêu điện kêu xe đi. Rồi xíu nữa chiều qua rồi cái là tải xuống. Giờ Kim đồ ăn thì về trước đi. Đi, đi, đi. Đi, đi. Ngủ chưa, ngủ chưa? Ngủ rồi, ngủ rồi. Rồi đi về. Đúng rồi, ngồi dậy lại đi thôi, nó nắng là tội nghiệp đó. Ừ. Trời, đầu ghê trời. Má thì ngộ ghê. Trước thì nghèo khổ thì mượn triệu bạc không cho. Bây giờ cái là cái có chút đỉnh, cái qua cái quà cá. Gì đây? Thỏ ngơ gì đây? Nói chung cũng lòng cũng được, đi chỗ chị em hay không? Đi bỏ qua cũng được. Thánh thần ơi, giờ con mẹ già lũ đạn thì chứ. Gì vậy trời? Tưởng nó tốt lành lắm. Đem vỗ không tao ghi, rồi lúc đầu tiên tao ghi lắm mà. Về rồi. Về rồi. Ừ. Ai đó nghe nè. Bộ bà với ổng là hai người là kiểu mà bà trà đồ nhôm hay gì vậy? Trà gì lại chị xin đi cho mà. Cho vậy? Thì chị nói là mấy cái này em ăn không được đâu, chị ra chị lấy hết trơn rồi, với lại trong tủ lạnh là chị gom hết rồi. Chị có mấy đôi giày nữa, hồi nãy nó nghe nè, chị đang kêu xe tải qua chở cái ghế tình yêu về đó nha, một xíu nữa là em đưa xuống giùm chị nha. Sao còn cái hộp gác cho bà không dọn luôn đi? Lấy rồi. Lần sau mà qua đó mà tàn canh với lặng bị tôi đó, tôi nói vậy á. Em ơi, em rồi em. Bớt đi má, bớt đi, bớt đi. Bớt đi. Chị lo đừng có nước mắt cá sấu nữa, đừng nước mắt cá sấu nữa mà. Dẹp đi. Thánh thần ơi, trời tôi nói tốt lành để tặng cái hộp không nữa. Cái hộp không hả? Ờ ha. Ờ chắc chị quên á. Khỏi quên đi má. Hỏi nhà tôi, bà ghi về luôn đi. Cái nhà hả? Nồi trời thì tức á.